tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Đánh giá tình hình dịch trong 3 ngày vừa qua, CDC Đà Nẵng cho biết 197 trường hợp F0 mắc mới COVID-19 xuất phát từ 24 chuỗi lây nhiễm đã được xác định và khoanh vùng. Trong đó, một số chuỗi có nguy cơ cao, ghi nhận nhiều ca mắc trong ngày, như chuỗi người về từ ngoại tỉnh 8 ca, chuỗi bệnh nhân TTH 6 ca, chuỗi bệnh nhân NQT 5 ca và chuỗi liên quan công ty hữu nghị 4 ca. Hôm nay, thành phố cũng đã xét nghiệm gần 7.400 lượt người bằng phương pháp real-time PCR, test nhanh tại các chốt hơn 1.000 lượt. Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm 2 mũi vaccine đạt 78,8%. Số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế là 602 trường hợp. Toàn thành phố đang thiết lập 164 khu vực phong tỏa với 1.309 hộ cùng 17 cơ sở cách ly tập trung. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, việc công bố cấp độ dịch trên toàn địa bàn thành phố sẽ phụ thuộc vào đánh giá của mỗi địa phương, đồng thời căn cứ vào tỷ lệ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, dù ở cấp độ nào thì các địa phương cũng phải lưu ý không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch và phải chuẩn bị thật kỹ kế hoạch dự phòng song song với phương án mở cửa lại. Về việc xử lý các ổ dịch trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Hiện nay là có một số các cái điểm dịch, ổ dịch thì đề nghị là các địa phương chúng ta tập trung xử lý triệt để, nắm vững cái mức nguy cơ của ổ dịch, cũng như quan trọng nhất là xác định được cái tiêu điểm, cái nguồn gốc của nguy cơ thì để chúng ta mới đưa ra các cái giải pháp kịp thời được. Biểu dương một số địa phương đã quyết liệt xử phạt các hành vi vi phạm phòng chống dịch thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các dịch vụ, hàng quán sắp mở cửa lại. Đối với các hoạt động sự kiện lớn mà địa phương muốn tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý phải thống nhất một đầu mối để xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể và phù hợp, tránh bị động, ưu tiên đảm bảo 5K và các yêu cầu về xét nghiệm, giãn cách.